Xe máy, phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở Việt Nam. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, học nghề sửa chữa xe máy có khó không? Thật lòng mà nói thì nghề nào cũng có những khó khăn riêng, và nghề sửa chữa xe máy cũng không ngoại lệ. Và để biết chi tiết học nghề sửa chữa xe máy có khó không, chúng ta sẽ gặp trực tiếp người học, người dạy nghề sửa chữa xe máy, chúng ta sẽ biết chi tiết hơn. Thì học nghề sửa chữa xe máy có khó không? Em thấy bình thường thôi ạ. Vì nếu mà mình chịu khó thì nó tiếp thu được. Em đã theo học nghề sửa chữa xe máy được mấy tháng rồi? Em học được hơn 4 tháng rồi. Em đã học được những phần nào rồi? Em học xong xe số và bây giờ chuyển sang xe ga. Với phần xe số thì em thấy là có phần nào khó không? Chắc là phần động cơ, bởi vì nó có nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng mà đối với em thì nó có dễ không và có vượt qua được không? Được nhà trường với lại các thầy chỉ bảo tận tình nên em cũng cảm thấy là dễ dàng hơn. Bây giờ đưa một cái xe số cho em, ví dụ như một cái xe Way hoặc một cái xe Jeep, một cái xe Coupe để phán đoán được ban bệnh để mà sửa được thì em có thể tự tin đứng một mình sửa được không? Có chị ạ. Rồi, rất tốt. Cảm ơn em rất là nhiều và bây giờ chuyển sang phần xe ga, em cũng cố gắng như phần xe số nhé. Vâng. Cảm ơn em. Tiền ơi, cho chị hỏi là học nghề sửa chữa xe máy có khó không? Dạ, theo em nghĩ thì khó với những người khó thôi, còn đâu dễ với những người dễ. Thế theo quan điểm của em thì là khó với những ai mà gọi là không chăm chỉ, không chịu học tập. Còn đâu với những người chăm chỉ hoặc là có cái niềm đam mê với nghề thì là sẽ rất là dễ. Tiền đã học được mấy tháng rồi? Dạ em học được gần 5 tháng rồi chị ạ. Em học hết phần xe số và bắt đầu sang xe ga. Dự kiến mà sau khi mà học xong nghề sửa chữa xe máy này thì Tiền sẽ về có mở cửa hàng cho riêng mình không? Em đang có ý định là sẽ về mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ. Trước mắt là mình sẽ học hỏi thêm, sau đó là sẽ đi sâu vào cái chuyên ngành mà mình đã học. Tiền năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay gần 40 rồi. Tiền có vợ chưa? Dạ, em có rồi ạ. Trước khi mà đi học nghề sửa chữa xe máy thì Tiền làm nghề gì? Trước kia thì em đi làm công nhân rồi chị ạ. Mà động lực ở đâu để em chuyển sang ngành nghề sửa chữa xe máy? Động lực thì cũng có, nhưng mà theo với cái gọi là mình thích nghi với cái cuộc sống hiện tại của mình thì em sẽ gọi là mình sẽ chuyển hướng sang cái nghề mà nó thực dụng với cái cuộc sống hiện tại của mình hàng ngày thôi. Có rất nhiều ngành nghề mà thực dụng với cuộc sống hàng ngày, mà tại sao em không lựa chọn mà em lại nghĩ đến ngành nghề sửa chữa xe máy? Và em có nghĩ rằng là với tương lai phát triển hơn nữa thì ngành nghề sửa chữa xe máy này có bị bão hòa không? Theo em nghĩ thì là em đi học là theo cái sở thích và cái niềm đam mê của em nó từ nhỏ, là mình có thích về cái phần sửa chữa xe máy này. Thế là sau này thì mình có nhiều tuổi rồi thì mình nhìn nhận cái cuộc sống thực dụng hàng ngày, thì là với cái công việc sửa chữa xe máy này thì là em nghĩ là hiện tại và tương lai về sau là chắc chắn là vẫn còn phát triển nữa. Mới đầu thì em cũng suy nghĩ đắn đo cũng nhiều đấy, nhưng mà sau thì vì cái đam mê của mình thì mình cũng quyết tâm theo cái nghề để mình sau này về sau nữa thì mình vẫn có cái nghề trong tay, có thể nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Nghề này thì dễ học và dễ có cơ hội làm chủ và có thu nhập cũng khá là ổn định, đúng không? Tiền có lời khuyên nào dành cho các em, các bạn trẻ mà muốn tham gia cái khóa học nghề sửa chữa xe máy? Em thì cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu, nhưng mà sau một thời gian vào trường được nhà trường đào tạo như là các thầy chỉ bảo thì em cũng có học hỏi được nhiều thứ, nhưng cũng có một số kiến thức để mình có thể bước ra ngoài xã hội, mình có thể sẽ không bị đói chẳng hạn, sẽ có đồng ra đồng vào. Thì em cũng có một số lời khuyên là với các bạn đang có ý định học xe máy hoặc học nghề thì nên chọn cái nghề mà mình cảm thấy mình yêu và mình có một cái đam mê với nghề, thì mình sẽ có một cái gì đấy để bước tiến để mình có thể đi xa hơn. Mình tên là Lộc, mình ở Quốc Oai. Năm nay mình 36 tuổi. Mình học ở đây được 4 tháng rồi. Trước khi đi học nghề sửa chữa xe máy này thì Lộc đã làm công việc gì? Trước khi vào nhà trường thì mình đã trải qua rất nhiều nghề rồi, như hàn xì, lắp ráp xe đạp điện. Động lực ở đâu mà bạn lại chuyển từ cơ khí mà sang học sửa chữa xe máy? Thì theo mình thấy thì xe máy hiện giờ là ở 80% là mình sử dụng nhiều ạ, và mình cũng có tuổi rồi. Thì đi học một cái nghề sau nó ổn định cuộc sống. Vào như chị thấy là ở trong lớp sửa chữa xe máy thì có rất nhiều các lứa tuổi khác nhau, và bắt đầu vào học thì Lộc có cái bỡ ngỡ gì không, và có cái suy nghĩ là mình có thể theo học được cái ngành nghề này không, có quyết tâm không? Mới đầu thì mình cũng suy nghĩ, bởi vì là mình là người có gia đình rồi, có con cái rồi thì nó cũng hơi khó trong về kinh tế ạ. Nhưng mà mình theo đuổi cái đam mê thì sau này nó sẽ thành công ạ. Theo cái nhận định của Lộc thì cái ngành nghề sửa chữa xe máy này học nó có khó không? Theo mình nghĩ thì là sửa chữa xe máy là mình có đam mê thì là mình cũng dễ. Với bạn Lộc 36 tuổi, đến từ quê hương Thanh Oai, Hà Nội, ở Quốc Oai, Hà Nội, nhưng mà cũng đã đi làm rất là nhiều các ngành nghề khác, nhưng mà với đam mê và yêu nghề thì bạn đã vượt qua được tất cả về đến ngành nghề sửa chữa xe máy. Và bạn đã học xong phần xe số rồi đúng không? Vâng ạ. Thì trong cái phần xe số này thì theo cái đánh giá của bạn thì ngành nghề sửa chữa về cái xe số này thì có cái phần nào là khó nhất mà mình không thể vượt qua được không? Mình theo mình thấy thì cũng đơn giản và dễ hiểu, vì ở đây là thầy giáo là rất là tận tình chỉ bảo cho mình những cái mình không biết ạ. Với cái thời gian học ở đây thì sẽ như thế nào? Thời gian học ở đây thì là thực hành là nhiều ạ, nên là mình nắm bắt được nhiều hơn ạ. Như đã biết là nghề sửa chữa xe máy là một trong những ngành nghề không mới, nhưng nó là một ngành nghề làm không bao giờ hết việc, cũng là dễ học dễ làm. Và hiện nay đang có rất nhiều người muốn đi học ngành nghề sửa chữa xe máy, không riêng gì các bạn trẻ mà những người lớn tuổi muốn chuyển đổi nghề nghiệp cũng muốn học nghề sửa chữa xe máy, vì nó là có cái cơ hội làm chủ rất là cao. Nhưng mọi người đang băn khoăn là học cái ngành nghề sửa chữa xe máy này có khó không? Bản thân thầy là một trong những giảng viên của nhà trường và cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề. Thì theo thầy thì cái ngành nghề sửa chữa xe máy này có khó không, và những đối tượng nào thì có thể học nghề này được ạ? Vâng. Thực ra nói về nghề thì nghề nào cũng khó. Vâng. Cái nghề nào cũng phải học, cái nghề nào cũng phải cần có sự yêu thích và đam mê thì chúng ta mới học được. Cái khó ở đây về riêng về ngành nghề xe máy thì nói ví dụ như là chúng ta học về động cơ thì nó rất nhiều các chi tiết, tên của các bộ phận, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận một. Rồi học đến phần điện thì một cái hệ thống điện nó hàng trăm, hàng chục màu dây khác nhau. Rồi là về IC thì có hàng vài chục cái vị trí rắc cắm. Đó là những cái khó khăn mà nếu chúng ta chưa đi học mà chúng ta cứ ngồi chúng ta tưởng tượng ra thì khó, không dám đi học. Và thì đấy là một cái đầu tiên là khó. Nhưng mà có dễ của các bạn là các bạn đến Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân với cái việc đầu tiên là các bạn yêu thích nghề, đam mê nghề. Cái thứ hai là các bạn đến trường thì gặp được các thầy giáo có chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao, và cộng với cái phương pháp giảng dạy nó hợp lý thì tôi tin chắc rằng các bạn chắc chắn các bạn sẽ học được nghề. Vâng. Vâng. Thế còn đối tượng mà đến với trường thì nó rất nhiều đối tượng. Thực ra thì học nghề xe máy thì là cái nghề gọi là dễ nhất trong các cái ngành kỹ thuật rồi. Thì các đối tượng thì ở đây thì nói tóm lại thì các bạn cứ đủ từ 14 tuổi cho đến 70 tuổi vẫn đi học được. Vì đã đến trung tâm thì các giáo viên cũng như các thầy bộ môn thì phải có chịu trách nhiệm về cái vấn đề này để làm sao kèm cặp giúp đỡ các bạn đó là phải là học được nghề, và cái tiêu chí đầu tiên là phải làm được. Chứ chưa cần là chúng ta cái mức độ là học trong trường mà giỏi ngay thì chắc là ai cũng đến trường, nhưng chúng ta còn phải là học lấy những cái kiến thức cơ bản và làm quen với tất cả những cái gì liên quan đến với nghề. Sau đó các bạn phải trải nghiệm ra bên ngoài, sau đó thì chúng ta mới có thể là thành công được trong cái công việc làm nghề của mình được. Vậy tóm lại là khi mà học ngành nghề sửa chữa xe máy này chỉ cần các bạn đam mê yêu nghề và ai cũng có thể học ngành nghề này được. Và với học ngành nghề sửa chữa xe máy thì không có gì là khó các bạn nhé. Cảm ơn thầy ạ. Học nghề sửa chữa xe máy sẽ rất khó đối với những người nào không đam mê, không yêu nghề và không xác định được ngành nghề mình theo đuổi. Còn nó sẽ rất dễ với những người nào đam mê, yêu nghề. Và nếu như các bạn nào mà đang băn khoăn và tìm hiểu và yêu thích ngành nghề và kỹ thuật như là sửa chữa xe máy, các bạn muốn biết chi tiết về ngành nghề sửa chữa xe máy, các bạn có thể liên hệ cùng với chị Hường, Trường Dạy Nghề Thanh Xuân theo số hotline 0961677445 để được tư vấn và định hướng nghề miễn phí. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các bạn được tham quan, các bạn được học thử, trải nghiệm thử các chương trình học nghề tại Trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một nhóm học của lớp sửa chữa xe ga. Và khi mà trong một nhóm học này thì có rất nhiều các lứa tuổi khác nhau. Có những bạn 15, 16 tuổi, có những bạn 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 40, 45 tuổi cũng có. Nên là với nhiều độ tuổi khác nhau và nhiều người muốn tham gia khóa học này đều được các bạn nhé. Nên mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ cùng với cô Hường, Trường Dạy Nghề Thanh Xuân theo số hotline 0961677445. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.